nó mới cần những người đốc nha. Sài Gòn nó mới cần những người đốc. Hôm nay mình cùng người yêu ăn hủ tiếu bò, ô lộn, bánh canh bò. Mình yêu làm như này nè. Mình cùng yêu làm nè, trước mình cùng yêu làm đó. Bây giờ ăn nè. Hai em. Đây được hai tô rồi. Một tô, nên là mua hai xa. Còn cái tô này tôi dưới đây, đây là cái tô đây. Chúc mình chen vô rồi nó bỏ dao vô sao? Ừ. Bỏ mấy miếng bò nằm trên đó gì? Cứ dập bò. À, cho con hàng ăn nữa. Mình ăn cho hàng luôn ha. Rồi đó nãy giờ. Để khi nấu. Cái gì? Mình nãy ăn cái gì cũng đồ vậy đó, ăn gì cũng đồ vậy đó. Cái gì ăn không được cũng đồ nữa. Cái gì mà nó dơ vậy? Nó nổi ra cái thịt đó, cái thịt nó nổi lên. Cái kia nhận nó đông nữa. Và cái dơ á. Dép đi. Đây hai tô chất lượng đây. Ở nhà làm phải dày mới được nè, bò trong đó nữa. Đã không? Cái này. Rồi. Thôi mình bưng ra ăn được rồi em ơi. Đây tô bánh canh bây giờ đem xuống mình ăn các bạn. Hèn nghe chưa? Không. Nóng không ăn đâu, nóng đâu, nóng ăn đâu. Nóng, nóng cho phèn. Lặng mưa nóng kia đi. Phèn, phèn, phèn con, nóng con. Cái con này chất lượng luôn này, nhóc luôn. Đây. Ủa sao mình để nấu để chân vô để ăn cái chén đó. Ừ. Ê, không có ăn, còn nóng, ăn chưa? Không có cho ăn, chút vừa lúc ăn, ăn chưa là chưa ăn nè. quên luôn á.
nè. Chỗ này. Nè bèn qua đây nè. Có bèn cục nè. Nè bèn. Cục bự không ta? Lại đây, lại đây. Cục nhỏ thôi. Kệ đi, không sao đâu. Đem, đem, đem. Trời ơi. Nhà nó lút không à. Ngồi im đó. Ngồi đó. Mau như vậy, mau dưới đây bèn, ngon là bèn, coi nè, chấm gỗ đi lắm bị la rồi.
Xe chém xuống luôn á. Rau rau củ ăn hết luôn mà con cá cơm không ăn à? Cháu phải miếng gân ha. Nè nè. Bự quá ăn được không á? Được, ăn tốt hả? Sao mất cổ cái bàn quá. Nó nhai lâu mà. Nó bự vậy mới nhai. Rồi rồi, mới nói xong hút luôn rồi. Nào.
ăn quay đỏ thêm bổ. Cho ăn đỏ rồi. Hồng lên. Ô, xin chào các bạn nhé, hẹn lại các bạn những video tiếp theo. Cảm ơn các bạn đã theo dõi, cảm ơn các bạn lắm. Đến vậy.